này trước. Đó. Để ngoài này nó chín nhiều rồi. Này quên cứ mới hình. Còn chê thế này nhỏ sao mới vô. Ngoài nó liếm rồi. Đây cuối cùng thì cũng đã xong mười mấy sâu nha cả nhà. Đó. Đừng cuốn thì cuốn ăn không có ngon. Mời cả nhà. Hello, xin chào cả nhà nha. Thì đã quay trở lại với kênh Anh Ngư Phủ của em. Thì hôm nay thì trời đã nắng rồi nè. Bây giờ cả nhà em chuẩn bị đi ra ruộng để nướng thịt bò lá lốt rồi mà. Bữa nay có mua cục thịt bò để chuẩn bị ra ruộng để nướng lá lốt ăn đồ cả nhà cho vui cả nhà ơi. Tại vì ở trong đây thì tính nướng ở trong đây ăn rồi mà trong đây thì cái cảnh nó không có được đẹp. Mình ra ngoài ruộng mình sẽ ăn cho nó thoải mái hơn á, rồi sẽ quay cho cả nhà xem cái cảnh ruộng ở ngoài. Nói chung là rất là bình yên luôn nghe, và mát mẻ. Tí nữa cả nhà xem nha. Mẹ em đang chuẩn bị mẹ làm tỏi đây, ớp để tỏi xả đồ có ớp đâu. Chị Manh không tiêu mà. Kêu Manh đi, con cầm dao này kêu Manh đi ngoài cắt tỏi xả. Này với hồi hái lá lốt. Lá lốt là ở đây có luôn nghe cả nhà, cái ruộng mình bẻ luôn à. Hái luôn. Đây thịt bò. Vừa theo đó gì mà. Không có 100g theo và dưới gì đó đó. Vì là trộn chung rồi sấy hả? Mỡ, mỡ dưới ấy rồi chung chung rồi sấy. À. Rồi đây chuẩn bị này đi, rồi tí nữa rồi sẽ cho cả nhà xem. Đang chuẩn bị bẻ lá lốt cả nhà ơi. Bẻ đi em anh, kiếm lá nào bự bự á. Nói chung thì ở đây vườn rau luôn nha. Lá lớp kiếm lá bự bự rồi mình bẻ. Ủa này lá già rồi mình ăn. Nhiều nhiều thì nhiều lắm á. Bữa nay ăn cho đã ăn bữa. Lá này nó không được to không? Ồ đó vậy không biết luôn nha cả nhà. Đó vậy không biết lá lớp. Thấy người ta nướng rồi không mà chứ mình không có thấy cái lá nó, cái cây nó như thế nào. Mà ở đây quá chừng luôn rồi nè. Ủa cái này cái gì ta? Không biết hả? Không. Chúng cỏ gì trời? Chúng cỏ quá vậy? Cái nhà có ai biết cây này là cái gì không? Biết thì bình luận cho em chứ em cũng không biết nữa. Ồ, quá trời cái cao kiển này, cái trái nè. Quá im luôn. Chung cảnh ở ngoài ruộng thì rất là im luôn nha. Đó. Đây là cái nhà mồ của ngoại em. Hồ Văn Chi Mộ. Quá sướng. Đây non non không được Kim Anh? Nhóc cho nè, lá cành cành không nữa. Hello cả nhà. Giờ em sẽ chuẩn bị sấy thịt nha. Đó giờ cũng chưa xài cái máy này nữa. Không biết cái máy này xài sao nữa, cầm giùm tay. Cầm máy quay giùm anh ấy. Cái máy này cũng mới mua. Nên cũng không biết xài luôn. Chắc dịu quá. Cái này nổi cả nhà, sáng nhau hết cả nhà. Chơi luôn à. Ý. Bà nó trai mình dính nó lên ông nội ơi. Dính nó đâu? Dính nó trên không dính xuống nha. Dạ. Nghe quá nha. Nói chung mà đó giờ không có biết xây. Quá trời mới mua mà quất nó lên khối luôn rồi mẹ ơi. Thôi nó khét ngạt luôn rồi. Lấy ra bầm luôn đi mẹ ơi. Ở đây mẹ. Thôi rồi không hỏi mẹ ơi. Rồi. Lấy cái này thôi. Thôi nó bò ra thì tối lại đây. Dạ. Nó nóng không mà. Không có nội ơi, cái này là đừng có cái nhà đừng có mua. Hiểu gì đó? Hiểu gì không thấy nè. Thôi gì đâu em ơi. Tính ngoài xây cá chả đồ ăn rồi cái này chết luôn. Nè nè, mát gì nè. Cái gì đó? Gì hiểu gì cũng không biết nữa. Mẹ mua 200 mấy 300 ngàn gì nè. 300. Tiền thằng đất ơi. Dạ, vừa tiền ở nhà sẵn được 3 phút cả nhà. Tao ăn. Tao ăn. Chung cả nhà thấy không? 12 giờ trưa đi ra ruộng. Đi nào.
thì đã ốp thịt này kia sẵn hết trơn rồi. Cha với mẹ em đang kinh cái kia bỏ con xuồng để bơi, mẹ em thì phải cầm theo đồ để đi ra ngoài trước. Cái chỗ này là cái góc xài, cái này là hơi bị xa hơn cái chỗ của hổm rồi. Nói chung là rất là nắng luôn. Hả? Đen giá chưa, không có không có áo tay dài mà mặc luôn nữa. Cái chân đạp dưa hấu nha. Ở đây mệt rồi, ăn cái. Ở nhà nha, vô. Trái dưa leo này nè, em khoái ăn cái loại dưa leo này lắm nè. Bỏ xịt thuốc không trời? Sáu nữa. Thôi, tính ăn mà hơi nhỏ à. Không ăn luôn. Chung là cái bò. Cái bò. Nè ơi. Quá ơi. Chuối nè, tới đầu luôn nè. Đây rất là mát. Dạ. Đâu? Đây là cây na hôm bữa nè cả nhà ơi, quá trời trái rồi. Còn non. Trái này còn non. Trái nhóc chứ hả? Tưởng đâu là không có trái nha, trái gì lự chứ nè. Trái bự nè. Đây. Ăn được chưa? Trái bự này chắc ăn được á. Chưa làm mà. Nói chung là ở trong ở dưới xuồng nhìn lên không có thấy rõ. Bây giờ trong mình dạch ra mới có trái. Quá tốt luôn rồi. Đang chuẩn bị áp tải đồ lên cả nhà ơi. Đem than với cái bếp lên đây mình nướng, mình vừa ăn mình vừa nướng luôn à. Định đây để thùng dây đất cắt có lên gót qua. Đừng đổ thùng nữa ơi. Đó, mẹ thì bơi xuồng tại vì tải đồ quá trời nhiều. Cặp le xua lẻo ơi. Rồi. Ủa nó ra nước chưa ta? Đây thịt bò nó ốp rồi nha. Đây có cái gì nè. Đó. Thì ra lớp nãy cũng bẻ, cũng ở nhà không à, cái nhà lá vườn. Ủa cái này là cái hộp gì mà? Hộp nước mắm. Nước chấm hả? Ừ. Rồi ok. Dao nè, rồi. Hello cả nhà. Mình ra ruộng hơi cực chút nha. Nói chung thì muốn ra ruộng quay thì mình phải đem đồ đạc nhiều lắm. Nhà vui là được rồi, đây. Nắm lại lên coi. Ôi đi. Hello. Nực quá rồi. Cái nhà thấy mình không đi ra nắng. Phải đội cái khăn. Mẹ giống con người bên gì chạy Ấn Độ hả? Ừ mẹ Ấn Độ mà quá mà. Ấn Độ á, Ấn Độ có chân mày đậm với cái nè mình nắng quá rồi. Đổi này đi. Cái nhà đừng cười nha. Tại trời nắng, cái nắng quá trời đi. Lẹo rồi. Rồi, sao? Mưa tới. Rồi, ai để cái này dẫn nhóm than đó rồi. Mẹ mình đó đi. Mẹ con có Phật mà ông đâu có đánh được. Rồi giờ mình cả nhà mình đang chuẩn bị set up nồi than với set up thịt nha. Giờ ai cũng cuốn thịt nè, ai chấm nhẩm. Tại hồ trong vai nhúm than. Ngọc hồ và Kim Anh trong vai cuốn lá lốp. Kìa nó thở kìa trời. Đúng rồi nó mệt rồi. Con còn mệt nữa. Cái này để đây đi. Mở hành đồ đầy đủ nha. Ai làm từ tao vậy? Rồi sao vậy? Rồi đi ra ruộng nướng ăn không đem đâu khẹt. Rồi làm gì chạy? Cha có kìa, thấy không? Dạ. Đưa qua coi người cha không mực. Cha của em nha. Người cha không mực. Người cha không mực không? Cha không uống thuốc đấy, không quẹt túi. Rồi trời sao trời ghê vậy mẹ? Gì vậy? Sao mù vậy? Mình mua kể nó. Mình vô cây này rồi sao không có sao đâu. Tại cuốn một lá thôi chứ. Được rồi, được vậy ha. Cuốn một lá được rồi. Sao Kim Anh cuốn xấu Kim Anh? Này cuốn dài chứ mà vậy. Mình cuốn kiểu kiểu này sao mà nướng được Kim Anh? Thầy gấp chứ đâu gấp. Sao bữa nay không có miếng gió nữa gì? Gió chi vậy không? Nhiều nữa rồi. Để nghe mà được. Này quê, ta cuốn gì? Không biết nướng ăn kịp không cả nhà này ơi. Ờ, không biết nướng hay là ôm chạy nữa không chạy.
Mưa lửa không chạy. Sao? Nó đang lấy ra cái giỏng này. Mẹ em đang bằng cỏ. Nói chung là ở ngoài này tưởng đâu nó mát, ai nhờ nó không có bữa nay không có gió hết trơn á, mà trời chỉ mưa nữa nè. Không biết sao nữa. Nửa chừng mà chạy thì đuối lắm mà. Giống là thằng gì? Thằng Sàm. Hôm nay 24 tiếng hồ được nữa ơi. Ô được 7 ngày á. Ba thằng ngủ ngoài này 7 ngày, cười muốn chết luôn. Chứ đâu có 7 giờ. Đây thì mẹ em cuốn nè. Coi cái mẹ cuốn này xong rồi coi lại của Kim Anh nha cả nhà. Cái mẹ không có sao, mẹ ơi, nhiều đấy sao đâu. Nhiều khỏi bẻ đầu hả? Cái đuôi ta cuốn tới. Ủa này nè, đâu cần bẻ đầu cũng được phải không? Đâu cần bẻ đầu đâu, bẻ đẹp. Thôi chứ khổ cần bẻ đầu bẻ đuôi tới nè, đây nè. Đây nè. Đâm vô nè. Ồ, đâm vô nữa kìa ơi. Mày đâm được không? Đó được nè. Lấy viên viên vô có gì đâu. Đó, cũng dài luôn hả? Ừ, cũng dài vậy luôn. Nè. Tóm đầu chi, tóm đất chi. Mình có ghim 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 rồi. Rồi. Vậy là cuốn đi. Quấn trời trời lấy ghim ghim vô đi. Lấy cái đuôi á, lấy cái đuôi lại. Trời vậy ba đồ. Có bắp đây nghe cả nhà, bắp nướng luôn. Vậy bắp nướng mà sao để nguyên nó ngon. Để nguyên đó. Ý là con nói là để nguyên trái. Trái lâu quá. Đem vô leo ăn kèm hả? Đây là cái này của Kim Anh nha cả nhà. Cái vậy? Ủa sao có hai cái cây? Cây này nhông nhông. Xíu nó vừa gánh nó lủm xong. Nó phá đi đó. Đi tôm. Thôi chị. Không mấy cái mới đầu á nó đâu ở cây rồi đấy, mẹ làm ăn cây đi. Cái này nó mua rồi nè. Cháy rồi đó. Cháy rồi đó. Rồi ngoài ruộng máu lắm. Tại hồ đang chuẩn ngụm than nè. Thảo nhà nha. Nay ra đây ăn cái lắm à. Xếp cho được rồi chị. Dậm lên, dậm lên. Dưới đây nè. Dậm lên. Chụp đi, chụp đi. Bây giờ nát rồi, nhắn bịch lại, bịch lại. Cây giấy. Ôi giời. Ủa nha. Nãy giờ cũng quay cũng cuốn xong rồi nha. Quá trời nhiều luôn cả nhà. Tháo qua thăm ra tùm lum. Ủa đi ruộng. Đi ruộng rồi, có gì đâu rồi. Đây nè. Đây nè. Nè đấy đi đứa, đấy đi để nó khối văn bánh đi. Để chắc ra đi tôi chở cho. Chắc qua hai bên đều. Bên đó. Bên ba game luôn. Đâu ai nhảy xuống đây. Đó sẽ nó không có vô thấm. Không giờ để ngoài đi từ giờ vô. Cái giờ cái ra chút. Về cũng đâu được, đừng về ra quá. Mày nhỏ con mày xuống dưới được. Để xác này vô đi. Ê, một hồi vô đây gom lại đây ngồi nướng luôn chị. Rồi ok đó cả nhà. Đó. Để này xích vô chút. Nói chung là nhà đó bụng nữa đó. Vì nó thiếu nóng á. Lười quá. Trời ơi, thấy vậy chứ này vui hơn rồi chứ. Mưa mới vui. Mưa cũng quay luôn. Mưa chạy mới vui nè. Đó vậy đó. Giờ được bao nhiêu sâu ta? Là 6 rồi đó. 4 2 4 6 8. Đây 3 rồi. 3 12 sâu. Ngồi cắt lấy cắt 18 sâu hả? 2 4 6 8 10. Mưa kìa. Không có nào mưa nhiều đâu. Cái này không phải lá lớp nghe, này lá cách nha cả nhà. Cái này nhỏ nhỏ thôi. Này lá cách. Nó hồi nãy mình bẻ cả nhà. Ủa thơm quá hả? Vậy nó ngon đó, cái lá cách nó ngon. Quá thơm mày. Thơm không? Thơm. Chưa. Mình cũng nãy giờ đói cả nhà. Nói chung là vừa nướng là gia đình là vừa ăn luôn cả nhà ơi. Sáng giờ rồi. Mình vẫn còn là con gái. Ăn ngoài ăn cơm nổi. Thơm quấn thêm hai cuốn lá cách. Cái này ăn đổ vậy, cái này mình cầm sâu mình ăn luôn à. Chở kìa. Chở. Chưa mà chưa chín mà. Nóng lắm. Chở không đem gắp ta. Ờ để rồi đấy rồi chở. Chưa. Chứ nghe mùa này mình thèm bánh mì nữa cả nhà. Để hồi chín. Ờ nãy nhà khét luôn kìa. Con thấy nó khét cái gì đó. Ồ. Nâu ơi. Ờ chưa. Nói chung lá lốp nó thơm lắm cả nhà ơi. Ừ. Thử cái này nướng lá chuối được không ta? Bỏ luôn. Sao đâu, lá chuối mình mình đã bỏ lá chuối mình. Mình để vô, mình tấm lại. Lá chuối mình ăn được mà. Nó rõ không phải. Mình nấu bánh tét được mà. Không, mẹ đi gấp vô ở chợ. Ở chợ.
Em đi hỗ trợ mẹ không có thịt bò. Chào cả nhà buổi trưa nghe. Bữa nay mình xin tổ ngoài ruộng nghe cả nhà. Mẹ ngồi đây mẹ mới thấy nè, mẹ ngồi đây mới quay mới sáng. Không có cá. Nó xin tổ ngoài ruộng nghe cả nhà. Hôm nay xin tổ ngoài ruộng thịt bò nướng lá lốt cho cả nhà coi. Đây, bò đây. Thủ cái đũa điện thoại nữa nha. Đi ra ngoài ruộng sinh tồn cho cả nhà. Thì mình ăn đũa chơi bằng cái cây sậy luôn à. Sậy luôn nãy quên đem đũa. Nó gì làm được chứ. Chở đi, chở đi. Nóng lắm nha. Chở, chở. Chở lấy cái đũa, chở kìa có cái đũa lại. Ừ. Ê, ê, nâu, nâu. Sao cái đũa yếu vậy? Tay chở vậy. Họ nó rớt luôn nè. Có vẻ như nó yếu. Họ lấy tay chở luôn. Tay chở vậy hả? Không có gì chưa? Không có nóng gì đâu. Không có nóng đâu. Ngon quá. Rồi. Ngon. Thơm. Còn là muốn ăn một cái rồi đó. Thơm dữ luôn. Ký là 200 mấy mà không ngon. Chuẩn bị đổ. Chuẩn bị đổ nó không ngon. Không, 200 mấy quan trọng. Dạ. Đổ là ngon không kìa. Thưởng thức kìa. Tối con xào viên dĩa với châu. Mình đi ra ruộng mình sinh tồn là đâu đũa thì đâu phải sinh tồn ngoài ruộng. Đúng cái này nè cả nhà. Đó, mình nãy đi chặt cái sậy nè. Đó, sinh tồn ngoài ruộng là đúng cái này là mới đúng nè, sinh tồn nè. Chứ nói đũa thì có gì đâu. Đũa thì thường thôi. Ở nhà hoài. Ờ, nó xẹp chú xuống rồi, cái chú nó bị héo xuống rồi. Không sao đâu. Hai bên nó cũng xẹp hết chứ. Đây cầm lên vậy nè. Biết nào. Đợi đậy đi. Cái thời gặp lửa thì nó mau chín. Mau chín lắm. Thôi chín mắm nè. Chín mắm bỏ lên. Rồi đây đây đây. Ừ đúng rồi. Rồi để khác vô. Đưa cái bánh trứng kêu anh. Chưa từ từ. À để đi vô rồi. Vậy không gọi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi anh ơi. Rồi, anh này. Anh nhiệt tình. Anh nhiệt tình quá. Chết để sao đây? Mới cái vậy vậy để trước. Đó. Trong chung không vô. Ừ, nó không giật không mà bây giờ nó nhận đó. Không, mày biển những răng bình thường. Rồi cho nhìn cho đây nào. Rồi. Không biết thấy ngoại không, không biết nữa. Rồi đó. Rồi. Bây giờ tới chuẩn bị phần thưởng thức nha cả nhà ơi. Rồi thưởng thức đi rồi ngoại gọi ngoại nướng. Bây giờ phải trao phải người nào ăn thưởng thức là phải cầm cái mâm lên luôn rồi con quay luôn à. Ừ. Rồi giờ cho cầm lên tay đây, một tay cầm, một tay ăn đây, con cầm quay cho gần. Đây nè, con cầm vuốt ăn. Rồi bây giờ khoan. À, bây giờ cha em sẽ thưởng thức trước nha cả nhà. Mời cả nhà ăn chưa chưa mời á. Bò vui không? Cũng là lá lốt. Mày này, mày này, mày đưa vô cái. Ở cả nhà ạ. Ồ, sao? Sao cho ý kiến này? Rồi. 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 Đây trại ăn luôn kìa. Cái mặt nghiêm quá. Nghiêm chỉnh quá. Mình chưa ăn gì cả nhà. Ờ, nghiêm chỉnh quá. Mẹ của em thì không ăn thịt bò cả nhà. Không ăn bò cả nhà, mình theo gì hỗ trợ cho vui vậy đó. Các bạn đi nè. Đây. Tới Tài Hồ, giờ tới Tài Hồ. Sống nổi với Tài Hồ. Sống nổi với Tài Hồ. Quá ăn ấy. Nói chung là mình ăn cái này rất là ngon. Sáng giờ không có ăn tôi cơm á. Này là thứ bia à. Ăn mệt nhiều quá. Đang mệt nữa bia gì kìa. Thôi nhà nha. Có bánh tráng đó kìa. À, khỏi. Cú bánh tráng vô trời. Cái này khỏi bánh tráng. Không, cú bánh tráng vô nó gỡ không gớt ra ngon. Có bún đâu. Không, đây tôi gói thử cho con gái tôi miếng nè. Sao quên. Đây. Mẹ không ăn mày gói cho con gái miếng nè. Nè nè. Uống vô nha. Nè. Rồi cái gói cho Ngọc miếng. Và chấm này nè. Viên anh vô chấm con. Chấm rồi. Đây này lấy cho Út ngơi cút. Dạ không chấm. Nè. Cút một cái thôi. Mình không ăn mình cuốn cho con gái mình ăn nha cả nhà. Đây. Rồi mời cả nhà ăn nha. Ngọc ơi, Ngọc cuốn rồi. Quá trời thèm. Ngọc vô review luôn. Đây đây review mình ăn từ cái ngay cái hồi mình cộng nguyên sâu mình cạp luôn chứ. Review cái này là mọi người thưởng thức cái rồi xong mọi người sâu à. Sâu. Nè coi cả nhà ơi biết không? Cái anh ngư phủ đó anh cầm mấy máy quay bạn nước biết anh nuốt ẩn vậy đó. Vui chưa? Rồi tới em chuẩn bị tới em. Ngọc hồ chứ đây Ngọc hồ. Ngọc hồ trước đi. Không vô hả? Không vô thì con cầm này con ăn đi.
Đây cầm quay đi. Ăn đi khẩu quay. Cho nó quay đi rồi nó coi. Ăn đi khẩu quay. Nè con mẹ cuốn cho mẹ ăn nè. Đây. Đây. Em chơi nguyên mâm luôn cả nhà. Nguyên mâm. Chơi là mình phải chơi như vậy nè. Mẹ em có cuốn cho em. Để chở lại. Em mời cả nhà nha. Chơi 9 nãy giờ. 9 giờ rồi. Nóng ngon. Đâu mà chó. Trời ơi đậy không. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Không. Đây mẹ con không. Thôi, ăn không nữa mới biết mùi vị. Đúng rồi. Không ăn không. Chấm. Còn đó. Phải chấm luôn. Phải chấm luôn. Quay nước mắm nè cả nhà. Sao? Con được không? Được hả? Con được con ăn đi. Ăn không ngon hơn nữa. Không ngon hơn gì ngon. Cao vô bán cái mùi đó bò vậy. Sao rồi? Nó biết mùi đó lớp. Thơm. Cái gói kia không có mùi đó lớp. Cái mùi lá cách nó khác rồi. Cách nè, cách chưa nước nè. Chưa. Nói chung là cũng chưa biết mùi vị cả nhà ơi. Nữa rồi. Ăn có chục sâu mới biết. Bây giờ mình chơi mình ăn cỡ này nè chứ mình đừng cuốn thì cuốn ăn không có ngon. Mời cả nhà. Ơi. Mình chơi đây luôn nè, khỏi lấy mâm. Quay qua đây luôn rồi. Chơi đây nè, mai nè nè. Ừ. Đã thì chơi chứ. Chà cuốn vô chà. Đây, cho anh yêu tao cuốn đây. Mình cũng tẩm sâu. Mình không ăn mình sâu luôn chứ. Ngọc kìa, ăn sâu luôn đi. Khoan, ngọc hồ, còn ngọc hồ nữa. Ngọc hồ không vô hình. Có đã. Đã. Kìa ngon kìa. Hết nói à. Sợ ăn không hết á, 1 kg luôn. Đồ ngon hả? Ngon sao mà hứ vậy? Ngon sao hứ vậy đây? Chứ nào mà cái vô cuộc chiến là hết cảm nhận được cái gì à? Sao rồi? Ngon. Ngon hả? Ngon. Vì biết rồi là vừa ăn luôn á. Vừa ăn luôn phải không? Trời ơi, Út Ngọc tôi mà. Út Ngọc tôi nướng đó à. Ngọc tôi là tôi mướn, tôi kêu ở nhà hàng xuống chợ giúp đó chứ, nhà hàng thành phố đó. Ở nhà ơi. Mình mới làm ăn thử đầu tiên đó. Đầu tiên đó, đó. Mà ngon vậy đó hả? Trời ơi, nuốt nữa kìa. Mày ngọc hồ ăn cái này. Ừ, cho ngọc hồ quá. Không quay được, cảm ơn. Bật tiên lên đi, sao đâu? Quay cho mình. Ừ, khó quay. Trong lọt đâu. Không gì ăn rồi. Em ăn rau luôn. Mẹ rút gai này chín rồi. Sao không có rau ăn? Đưa cho em bánh nhân để tôi cuốn cho em miếng cuốn các bạn. Đây chào bà. Quen cuốn không con? Chào em ơi nha. Cuốn thử miếng trắng vô. Dạ. Thử coi cuốn coi. Con cuốn không? Đưa rau qua chút. Mày thấy ba bóc qua chút coi. Ê. Ê mày quay gì không? Quay lúc mà có rau á. Quay đừng có thấy cái con tay nha. Đâu đưa thôi. Con đưa rau vô. Cái tay rồi, cái tay rồi. Con đưa rau vô. Rau nào con ăn á, con đưa vô. Đưa lại vô đi, con miếng mà. Đúng không? Vô mà miếng. Bữa nay không ăn không thấy no luôn á trời. Ăn đi nhóc hết trơn kìa, ăn đi. Nè đó, con cầm vậy là con ăn mới ngon. Ừ, lấy cháo qua cuốn đi Quyền Anh. Mày chiên không chừng ăn ngon hơn cái nướng rồi nữa. Mới mà. Không, chiên không ngon. Chiên nó béo hơn nữa. Chiên mỡ dữ lắm. Mình cuốn gì mình chiên hả? Ừ. Nó ăn mau ăn hơn cái nướng. Đó. Đây là chị Ngọc Hồ, ca sĩ giấu mặt nha cả nhà. Đầy quá trời sao. Tại nó giờ quá lắm á nha. Con đây mẹ nướng à, mẹ không ăn. Mẹ mà không ăn, ăn không thịt bò. Mẹ ăn nướng cục mà. Không, mẹ không ăn đâu. Chào cả nhà nha. Mình nướng, mình theo mình nướng cho cháu mình ăn với con mình ăn. Mình với chồng mình cầm cái mâm cái thèm của con. Ngon không anh ngon? Ngon. Đợi nó cách con ăn nữa ơi. Đâu rồi, nó cách rồi. À, nha. Nó cách chưa chín. Nói chung là mình vừa nướng mình vừa ăn mới ngon cả nhà ơi, tại vì nó nóng á. Nè tôi cuốn cho anh cuốn nữa, còn anh ăn cuốn không? Tôi ăn luôn. Cuốn nha. Cuốn này cuốn. Cái cách là ngon hơn là ngon. Đây đưa rau qua cho mẹ đây, chiên rau cho mẹ đây. Ừ. Nóng á. Em cầm máy quay mẹ em cuốn cho em ăn cả nhà. Nè con nhìn nha. Mẹ ơi kìa giống người Ấn Độ. Cái này làm nước mắm kia ăn ngon. Rồi cho đứa ăn cuốn nha, làm cho đứa ăn cuốn nha. Xả dừa rồi. Đây. Không,
nước chấm thịt trâu á. Thịt cây nè. Không phải thịt cây, mắm nêm á, mắm nêm khóm á. Đây. Rồi ăn với bánh hỏi. Ừ, cầm trứng cây cây cúng mẹ cháy. Cầm gì nguyên mâm luôn à, cầm gì nữa. Rồi ai con cuốn con vô. Hả? Nghĩ cuốn rồi. Để nè. Ăn không nữa có gia vị hơn. Sao rồi, ăn cuốn sao nó ngon. Nó ngon gì? Nó bán mùi đó lớp á. Kia không? Đưa rau thơm vô rồi. Ừ. Rau thơm nó không có mùi lớp nữa. Hồi ăn nó cách không ngon dữ nữa. Hồi tới cách này kìa quê thử cái này. Là cách nó ngon hơn cái là... Đó giờ không ai nướng bằng lá lá cái cách nữa. Đó thì gọi là kêu thịt bò lá lốt mà. Nắng thì phải làm gì chứ. Cầm mà. Tóc. Múc nước vô ha. Múc nước uống đi. Mà cả nhà ca nước mà được. Mà cả nhà nước đi. Ừ, đó. Kìa kìa quê quê nước đi. Ừ, nước đi. Nước lạnh rồi. Nước dừa. Nước dừa nha. Nước dừa. Uống thấy à, thấy không? Thấy. Tại ăn đi. Ngon lắm á. Biển anh ngồi xuống con. Gì vậy? Té luôn à. Diễn nó cho. Biển anh làm gì? Cho Ngọc ăn. Coi coi còn xa không, nó bỏ nó bắp luôn nữa. Cho Ngọc ăn kìa. Qua ăn. Chín này rồi đó. Qua anh em này cầm ăn không được hả? Ăn miếng nó tới cameraman. Ừ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chết rồi, chết được rồi. Nước mắm, tiền nước mắm. Còn không? Còn. Trời ơi, kìa, đưa cho chồng tao cuốn rồi bay. Ra nhìn luôn, ra cái mắm. Nhìn luôn rồi. Dạ. Nó cắt đâu? Nè. Kìa à? Nó cắt à? Ừ. Không biết. Có đâu? Không, ăn thấy đi. Thì vô nào hồi anh đi ăn là anh biết. Có tỏi ngon. Mấy nước? Đã. Ngon hả? Ăn no luôn. Thì ăn nó ngon khỏi ăn cơm. Sáng giờ đâu có ăn cơm đâu. Mẹ ăn cố tiếu tới giờ nghỉ. Đến hỏi luôn rồi. Chú gì? Cô Tiếu nấu chứ chả. Tại cái trên là cái này tan không được. Lần anh tao cô Tiếu rồi. Bà Minh Mạnh vô. Nãy thiếu lá miếng nè. Ôi còn chút xíu rồi. Gì hả? Trời rút trong cái mâm như vậy. Mà dễ chín. Đây, cái này là phần 2 nha. Để tí nữa để đọc phần 2 clip sau. Đây là phòng 3 nha cả nhà. Đang ở chuẩn bị quất phòng 2 nè. Phòng 3 trắng miệng. Thì hồi nãy là hết trơn lá lốp rồi, nó còn lá cách đó. Bây giờ em sẽ thử cái sâu lá cách nó sẽ như thế nào nha. Ừ, có đó lá cách đó. Đây nè, cái này lá cách. Đó giờ cũng không ai mà ăn cái lá cách chứ. Luôn nè. Ừ. Thì chấm không có được trời. Kéo xuống cái xuống. Xuống là miếng đấy. Rồi. Vuốt lần vài cái hai đã. Cái luôn trời, hai cái mới đã luôn đó. Thử ra sao? Ừ, nó ngon hơn cái lớp nha. Dạ. Thơm á. Ôi, cái lá đó đi thơm chạy. Dạ. Nó nhỏ nhỏ không là nó không. Không có lá bự nữa, nó đặng lá bự nhóc ngon thì quê không thấy. Để tôi đi nó có cái vị trong đó nữa chứ không phải gì lá lớp này, nó không có vị gì á. Dạ. Tài ăn nguyên chắc. Ừ, ngon. Kìa đưa cho tài quý quê. Chà. Còn cái này nè. Ừ. Đây ngon. Lá cách đó, lá cách. Này lá cách nè con. Chưa chín rồi. Ờ, lật lại. Sao? Mềm ngon có kìa. Có thơm không? Ừ. Đó phần mấy rồi? Còn 2. Tắp thì nướng chút xíu mình vắn miệng nha. Ô, đẹp kìa. Ý sao nó chín rồi nó vàng hả? Ừ, chín nó vàng, bắp vàng thấy mà. Chở màu á. Đắp nó ngồi cắt. Rồi mình ăn đây mình. Ừ. Mặn cũng đậm sâu. Nóng. Nhưng mà mình lụm miếng vô lên này luôn hết. Ê, một phật. Ê, một phật đổ tôi. Lại phật nóng quá trời. Cái gì vậy? Nóng quá trời. Mấy này nóng quá trời ơi. Ôi, thấy không? Nóng thiệt trời. Cái này hơi lên. Ừ, phỏng rồi. Amen. Không là đồ rồi. Này cách nữa phải không? Thấy không? Thấy không? Thấy tao không? Không. Thấy luôn hả? Cái gì gõ vậy? Con lấy hết mà. Thấy được hả? Bạm quá.
Mình không ăn, mình ăn bắp, mình để bắp mình ăn. Để bắp nướng mình ăn. Ở nhà nha. Ít ăn không? No luôn chứ không no gì. À cũng lâu tàu hết chứ. Nướng là... nướng biết bao nhiêu. Biết nhiều. Hai ba mẻ. Mình cả nhà không biết mình biệt danh mình tên gì đó. Là heo. Sao kêu nhỏ kỳ vậy? Kêu tại heo hả? Tại heo á, biệt danh tại heo. YouTube là tại hồ. Trong YouTube tại hồ với biệt danh ở ngoài của tại heo cả nhà. Kêu vui vậy mà. Tại vì ở xóm nhiều tài quá. Nhiều tài quá đặt gì đặt cho phân biệt. Em mà chơi không có em không có vụ mà có này kêu lắm chứ. Dạ không ngại luôn hả? Không có ngại, nói chung em là mình ra ngoài ruộng ruộng mà. Múc cho bà cô miếng nước đi con. Tao mời cả nhà, cái tao không ăn mà tao mời cả nhà miếng nước đi. Chết rồi. Uống nước rồi đại phần 4. Phần 4 hả? 3 xong mình thấy 4. Nó là ăn bắp cháo miệng rồi. Ê cái này mà có cái âm thanh nữa ha. Ít giờ mờ vậy đó. Nghe, nghe âm thanh đã. Nghe sụt sạc. Mã quên xỏ cây vô. Xỏ cây vô quay à. Có nè. Có lã đây nè. Nãy giờ ăn cũng quá no rồi. Ăn đi ngọt. Cho cái game ăn. Thôi cũng bạm thêm cây nữa em. Caramel này caramel đang giữ đại giữ nhan nhất. Đại tới chút. Đang giữ nhan nhất. Cầm ấy nặng quá vậy. Bên đây nó không có thằng nhiều. Hãy ăn cái này đi. Chín đẹp. Này nóng. Chín đó. Ôi trời trời nóng. Để nó nổi luôn. Nói chung là tưởng là không hết chứ cũng rồi. Muốn rồi. Chung là quá ngon cả nhà ơi. Ngon thiệt luôn á. Ngon lắm hả? Ngon. Có mà. Mùi xả nữa, mình có xả. Có xả nó thơm. Xả củ hành đồ nó thơm. Bán được luôn á. Làm không? Bán được, được bán sâu nhiêu trời? Sâu nhiêu trời sao biết bán? Ừ. Mình bán khoảng đó. 200 mấy nè, cái này là mua 200 mấy nè. Có được không? Trời nhà nắng quá. Nắng quá mình nướng rồi nóng nữa. Quá trời nắng này. Ở chợ nó bán ở chợ bán sâu nhiêu ta đợi hổm có ăn nè. Không, ở chợ người ta bán phần. Người ta bún gói nữa. Ừ. Bún với chấm với mắm nêm. 30 đó. Lấy sao à? Không có cục ra. Đúng rồi. Đây, tơ giò luôn cho. Đưa đưa nguyên cái đó tao cầm tao đưa nó. Mình không ăn mình. Nói chung là nãy giờ còn hết xèo cả nhà ơi. Cho thằng cháu ngoại của nè ngoại, cháu ngoại nè con. Ăn đây. À. Ăn đi con. Không biết ăn cái gì hết. Ăn đi. Nè ăn đi. Không gỡ ra cái gỡ rồi mà. Mày đưa cắn. Hồ dân nâu nha. Đồ. Thà nè. Đừng liếm gì sao tao ăn lại. Ừ. Lấy hồ mẹ. Cháu ngoại hồ mẹ vậy? Thì cháu ngoại lấy hồ mẹ. Cháu ngoại lấy hồ mẹ. Hồ ngoại. Cháu ngoại. Cháu thì ngoại. Mẹ lấy hồ của mẹ rồi. Thì nó lấy hồ mẹ nó nữa. Đúng rồi. Không biết cha nó ai nữa cả nhà ơi. Bây giờ không biết cha nó là ai cha luôn. Cha nó là ai nữa? Mà đẻ được thấy. Hết rồi. Hết rồi kìa. Rồi ăn được á. Cũng được chứ bộ. Chung là giờ người cuốn cuối cùng đi quay. Cuối cùng nó đây rồi chia tay. Tạm biệt cả nhà. Đi cả nhà ăn bắp. Ừ, đi cả nhà tới ăn bắp. Quá rồi. Còn cuốn này cá nữa nghỉ luôn cả nhà, hết luôn rồi chứ còn nữa ăn. Bắp này là cô bà cô với con hả chứ mấy người kia ăn hết nổi rồi con ơi. Chung là mình cũng vừa no luôn á. Vừa no cũng vừa ngán luôn. Con cũng vừa hết. Mang nữa, mang nữa. Là sạch bắp luôn à, cũng vừa sạch bắp luôn. Hả? Đây. Sao con với bà con đi xuồng vậy? Thấy à. Chung mà ăn vậy là quá ok luôn à. Thì chiều chắc hơn rồi không nổi. No quá trời. Chung mà gãy. Mẹ cắt bụng ngót. Thịt bò này thì nó không có trộn với mỡ luôn cả nhà. Không có trộn với thịt nạc của heo chứ không có trộn mỡ. Nên ăn nó rất là mau no luôn á. Chắc đạm nó nhiều quá vậy á. Đổ nước bỏ đi. Dao nè. Ừ, lấy dao lại. Nó tao cắt bụng ngót về chiều nó canh ăn. Giờ chuẩn bị nướng bắp cho mẹ em ăn. Dạ dạ không chính. Xong là kết thúc video và cuốn đồ đi về. Còn đi cắt bùn ngót. Ngót hả? Ừ, cắt bùn ngót về chiều nấu canh ăn. Đấy đó. Hành trang. Sắp rồi đây này. Không vô, ý là
quay hả? Nè. Đây cả nhà ơi. Mới cắn con khúc rồi. Đây. Đây là cái phần kết video đó. Ăn tráng miệng nha. Miệng mời cả nhà nha. Rồi. Cả nhà nha. Cha. Nó cái này bắp thì mẹ em mới ăn được cả nhà. Mời cả nhà nghe, hồi nãy mình ăn thịt bò nướng không được, bây giờ mình ăn bắp, mời cả nhà nha. Dụng mình biết chưa? Đây, ăn rồi. Đóng ngon, ngọt. Sao con? Ngọt. Ngon. Không bắp là ngon ha. U nóng. Nó có tham á hành nó. Với hình nè. Mời cả nhà nha. Rồi ao bên ham bên rồi đâu có mặt tôi sợ. Ngồi ngồi sắp sắp lại đây rồi. Em mời cả nhà kết thúc video đây, cái dừng dính vô cái này luôn. Chung là ăn bắp nướng còn gì bằng nữa. Ở này có cái mỡ hành cháy rồi một cái đúng bài luôn. Đấy ông ngoại ngồi chứ ngoại. Ai vậy? Ai vậy? Lâu quá vậy? Lâu. Đi đâu đi lâu? Tinh lâu như đi mau lắm. Có ngọt cả nhà. Ngọt thì quên. Có trái mà phải không? Có trái. Giờ đang chuẩn bị hành trang để đi về cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Hồi nãy mình đi bộ, bây giờ mình ăn quá no nên mình xuống xuồng. Xuống xuồng được không trời? Đi bộ đi nha. Nhìn nó quá. Phóng canh à. Tại phóng canh này cơ. Rồi giờ vô đây. Để lại cái hiện trường là những bụi chuối. Chào cả nhà nha. Vô thôi nào. Làm cái này một cái clip đâu phải là dễ đâu cả nhà, đó thấy không, đi nếu mà nào mà có cái chạy ngoài này mới khỏe. Không có chạy, nực quá, nóng quá. Có chạy mình để đồ đây sẵn á. Thì giờ na lên trái nhỏ nhỏ mà chưa bự, chuyến sau về chắc bự rồi đó. Có nửa tháng là bự rồi. Nè trái nè, ở dưới bụng nhóc hết chưa. Đây nè, thấy rồi. Ây dạ. Thôi cả nhà, bây giờ em cũng đi vô nhà đây. Cũng hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã xem hết video ủng hộ em nha. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nè. Nếu mà trời không mưa thì em ra ngoài ruộng em quay cho cả nhà xem mà. Còn khi nào mà em đi biển thì sẽ có những video trên biển cho nhà xem nha. Rồi, xin chào cả nhà.